Trưa ngày 5 tháng 8, chiếc xe buýt mang biển kiểm soát 29B19774 trong lúc di chuyển trên đường Tăng Bạc Hổ thì bất ngờ bị cây xà cừ cổ thụ bật gốc đè trúng thân xe. Cây xà cừ bị đổ cao hơn 20m, có đường kính thân khoảng 60cm. Thời điểm xảy ra sự việc trên xe có hành khách, rất may không có thương vong, chiếc xe bị mất phần nóc. May cái xe buýt nó vừa đến ổ xịch một nhát thì bắt đầu mở cửa ra nhích cái thì nó đổ luôn, là dừng luôn. Nên là không ai bị gì. Ngay khi nhận tin báo, các lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường xử lý cây đổ, đảm bảo an toàn cho người dân. Đoạn phố Tăng Bạc Hổ phải tạm cấm xe trong thời gian này. Đến gần 14 giờ cùng ngày, hiện trường cơ bản được xử lý xong và người dân có thể lưu thông qua khu vực trên. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong ngày và đêm ngày 5 tháng 8, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông với lượng mưa phổ biến 20-50mm, có nơi trên 100mm. Trong ngày và đêm ngày 6 tháng 8, khu vực vùng núi và Trung du Bắc Bộ có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to. Đợt mưa lớn ở Bắc Bộ có thể kéo dài đến hết ngày 8 tháng 8.